Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn một kiểu makeup. Rất là lâu rồi Bi không làm video về makeup nên là hôm nay Bi quyết định là làm cho các bạn xem. Video ngày hôm nay thì Bi sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà cũng hơi khá là đắt tiền. Nên nếu như bạn nào mà thấy những cái sản phẩm nào mà có thể giúp ích được cho mình thì các bạn cứ thử nhé. Tại vì Bi cũng là một người rất là muốn thử nên là tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay đều là những cái sản phẩm mới mà Bi chưa có sử dụng qua. Bây giờ thì Bi sẽ không nói nhiều nữa mà Bi sẽ bắt đầu vào cái video này nha. Đầu tiên thì Bi sẽ sử dụng Shiseido. So you think you are right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Cái tiếp theo Bi sẽ sử dụng primer của Hourglass. The way I do will knock you down. Cái primer này thì nó làm cho cái da của Bi nó sáng hơn một tí. Bây giờ thì Bi sẽ dùng môi với The Aura Lip Glow. Thì Bi sẽ sử dụng foundation của Clinique màu số 2. Bi rất là thích cái nắp của nó. Nó đi liền với cây cọ như vậy nè. Thì nhìn cái chai nó không có bị lem luôn. Keep on keeping on every night. Way up in the clouds. The way I do will knock you down. You know there's a motion between the sẽ sử dụng bông mút để mà Bi tán ra. Tiếp theo thì Bi sẽ dùng YSL Radiant Touch Concealer để mà che khuyết điểm. Cái tiếp theo Bi sẽ dùng Anastasia Beverly Hills Contour Kit để mà tạo khối. Kẻ chân mày thì Bi sẽ dùng Anastasia Beverly Hills cái màu là chocolate để mà kẻ chân mày cho mình. Thì sẽ qua tới phần mắt và bản hồng mắt mà Bi dùng đó là của Urban Decay Naked. Cái bản này mới ra, bản hit. Bốc lửa chưa? Ở trong bản này thì toàn là tông cam thôi. Đầu tiên thì Bi sẽ sử dụng màu đây, chính giữa luôn. Màu He Devil. You want me to take you in my trust. Lên bóng mắt này. Hello. Và Bi cũng sẽ cho ở dưới. There's nothing new in this game. Kế tiếp thì Bi sẽ sử dụng màu ở dưới đây. Mix với lại màu này. Màu En Fuego với lại màu Ash. I'm wearing you out. Keep on keeping on every night. Way up in the clouds. Thì chỉ đánh lên phần mí mắt thôi. The way I do will knock you down.
theo thì Bi sẽ dùng cái màu Bumbri. Bi sẽ dùng tay để tạo nhũ. Và Bi cũng sẽ sử dụng màu đó với cỡ. Tiếp theo thì Bi sẽ sử dụng eyeliner của Hourglass. Cái này là Waterproof Liquid Liner. Cái đầu rất là nhỏ. Bây giờ là kẹp lông mi. Mascara mà Bi dùng đó là của Givenchy. Cái này nó ngộ lắm này các bạn. Nó nhẹ không? Mình cầm nó ra luôn nè. Thơm lắm. Lông mi dưới thì Bi sẽ dùng Lancome. Ok, mắt đã xong và Bi cảm thấy là cái mascara này nó rất là thơm. Bi xài rồi mà bây giờ nó cứ nghe thoang thoảng cái mùi thơm á, trời ơi không chịu được. Chắc là không biết là cái mùi thơm có phải là của cái hiệu này hay không, rất là thơm nên là Bi phải tìm cho bằng được cái hiệu này. Cái mùi thơm nó cứ phản phức trước mặt như nè. Tiếp theo thì Bi sẽ sử dụng má hồng của Tarte. Cái này nó có rất là nhiều màu. Và màu mà Bi sử dụng đó là màu mốt. Bây giờ kế tiếp là môi son. Thì Bi sẽ sử dụng cái em Dior. Cái này là Rouge Dior màu 414, màu Saint Germain của Dior. Cái mùi mascara nó cứ phản phất thơm. Highlighter thì Bi sẽ sử dụng Becca của Jaclyn Hill. Bi sẽ sử dụng cái màu này. Cuối cùng dĩ nhiên là không thể thiếu cái setting spray. Thì Bi sẽ sử dụng của em MAC Prep and Prime Fix Plus. Ok, thế là xong rồi. Vi đã hoàn thành xong các bước trang điểm của mình. Các bạn thấy Vi như thế nào? Có khác không? Nếu như mà các bạn thích những cái video makeup như thế này thì các bạn đừng quên là like cái video này và comment ở bên dưới cho Vi biết nhé. Và các bạn nào còn mới với channel của Vi thì đừng quên ấn nút subscribe để khi mà Vi up video mới lên thì các bạn có thể xem ngay nhé. Và Vi có cả vlog channel của Vi tên là More Vi. Vi thường up về đời sống hàng ngày của Vi ở bên vlog channel của Vi. Các bạn cũng đừng quên theo dõi Vi ở bên Instagram, Snapchat và cả Facebook nữa nha. Bây giờ thì Vi sẽ ngưng các video tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong video kế tiếp. Bye.